Là giáo viên trẻ luôn trăn trở với việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Trong suốt 8 năm gắn bó với học sinh, cô Nguyễn Thị Mai đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong việc dạy học. Ứng dụng Google Form là một trong số đó. Năm 2016 thì tôi đã ứng dụng một cái phần mềm soạn câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên thì học sinh muốn làm thì phải tích trực tiếp vào gói câu hỏi mà giáo viên đã soạn sẵn. Đó là một cái hạn chế của cái gói cái phần mềm đó. Tôi đã tìm ra một cái ứng dụng mà nó có khắc phục được tất cả những hạn chế so với cái phần mềm trước đây tôi đã ứng dụng. Việc ứng dụng Google Form xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến của cô Mai đã giúp học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 tự tin hơn trong ôn tập, hệ thống kiến thức và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm như ở kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Em thấy ứng dụng Google Form là một ứng dụng rất tốt, đặc biệt là giúp cho chúng em trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Trong cái thời gian nghỉ dịch dài thì ứng dụng Google Form này đã giúp cho chúng em không bị cắt đứt những kiến thức mà còn làm cho chúng em có thể ghi nhớ, ôn luyện lại tất cả các kiến thức đã học từ trước đó. Thực hiện nghị quyết về đổi mới giáo dục, những năm qua, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên đã được Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Liễn hết sức chú trọng và khuyến khích. Nhờ thế, chất lượng dạy học ngày càng được cải thiện. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Liễn thì hiện nay tất cả giáo viên thì đã sử dụng khá thành thạo cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt ứng dụng Google Form trong đánh giá kết quả của học sinh, kể cả ba khối. Với nhiều giáo viên thì rất là tốt, đặc biệt là trong đó có giáo viên Nguyễn Thị Mai, thì là một người đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, không chỉ là Google Form mà trên các trường học thông minh 789 rồi Kahoot thì cô Mai cũng đi đầu trong việc ứng dụng, và cô Mai cũng là người là tuyên truyền và chuyển giao cái ứng dụng này cho cán bộ giáo viên của Hà Tĩnh thông qua các kỳ tập huấn của 44 địa lý. Thì hiện nay thì cô Mai là một trong những người mà đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để đem lại cái hiệu quả tốt trong quá trình giảng dạy. Vượt xa mục đích ban đầu là nâng cao hiệu quả dạy học môn địa lý 12, sáng kiến kinh nghiệm của cô Mai đã được trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Liễn nói riêng và tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh áp dụng cho tất cả các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong việc kiểm tra đánh giá năng lực, kiến thức ở một số môn cho học sinh lớp 10 và 11, ứng dụng đã trở thành giải pháp tối ưu giúp học sinh Hà Tĩnh ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ học tránh dịch và trong những ngày cao điểm chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.